Khán đài sân Mỹ Đình như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Tuấn Hải, người đã không chỉ một mà là hai lần làm rung lưới câu lạc bộ Vũ Hán Tam Chấn, mang về chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Tuy khởi đầu không thuận lợi khi để đối phương mở tỷ số ngay phút thứ 17 He Chao, nhưng câu lạc bộ Hà Nội không hề nao núng. Họ đã chứng tỏ bản lĩnh và quyết tâm của mình trong hiệp 2. Sự kiên cường ấy đã được đền đáp ở phút 71 khi Tuấn Hải ghi bàn thắng gỡ hòa, trước khi tận dụng lợi thế hơn người do Wei Xiao nhận thẻ đỏ, để rồi anh lại một lần nữa tỏa sáng, ấn định tỷ số ở những phút cuối cùng. Với cú đúp này, Tuấn Hải đã ghi dấu ấn của mình trong lịch sử AFC Champions League, đồng thời góp phần đưa câu lạc bộ Hà Nội có được 3 điểm đầu tiên và nuôi hy vọng tiến xa tại giải đấu. Phòng thay đồ của câu lạc bộ Hà Nội sau trận đấu ấy là những nụ cười, là tiếng cười giòn tan sau chuỗi ngày thi đấu áp lực. Tuấn Hải, với phong độ cao và tâm lý vững vàng, đã chia sẻ bí quyết của mình là niềm đam mê và sự quyết tâm cao độ của toàn đội, những người đã hứa sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Chiến thắng này không chỉ là một bước ngoặt trong mùa giải mà còn là nguồn cảm hứng để câu lạc bộ Hà Nội hướng tới những mục tiêu lớn hơn phía trước.